Đâu? Đi vô đây. Ai là người đánh con? Bỏ ba đây nè. Mày đừng có sợ, đi vô đây. Lẹ lên, nhanh lên. Nói đi, cô nào là người đánh con? Nói cho bà biết. Ôi, người này đúng không? Mà mày khỏi trả lời nữa, trong phòng này chỉ có một mình cô này thôi. Sao cô dám đánh con tôi? Nói, buông ba ra. Mày làm cái gì? Để tao hỏi cô này nè. Cái gì? Ba ơi. Cái gì? Nói đi. Cô Dung không phải là người đánh con. Chứ sao? Cô Dung chỉ dạy con đánh đàn thôi. Con mình sinh ra thì mình sẽ biết là nó nghịch ngợm hay không chứ. Nhưng mà nếu con mình sai thì nó cũng nít mà. Thì cô thầy cô giáo sẽ có cái cách uốn nắn nó nhẹ nhàng, chứ không có phải là đánh đập nó như vậy. Mà nếu như con mình nó sai thì thầy cô giáo đánh nó thì thầy cô giáo cũng là sai. Kể cả là con tôi có lỗi, tôi cũng không ủng hộ cái chuyện là phụ huynh nhào vô đánh thầy cô hay gì. Tôi sẽ xử lý bằng văn hóa chứ không phải là bằng hành động. Thì theo tôi là việc đó là đầu tiên là mình phải tiếp xúc với con, hoặc là con mình có bị xây xước hành hùng hay là không. Đấy, từ đó mình mới biết được là giữa nhà trường và mình nhá, là cũng không nên là cái tính nóng vội. Trước khi chúng ta đi thẳng vào việc truy trách nhiệm của từng người trong cuộc, thì các tường xin được giới thiệu thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các tường. Dạ. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Nhìn chung, tất cả phụ huynh đều rất là trân quý ngành giáo dục cũng như yêu quý thầy cô. Yeah. Do đó những cái sự việc này xảy ra thì chúng ta thấy rất là đau lòng do cái hành xử của những người lớn chưa có đúng mực, không những làm tổn thương đến tất cả những người bên ngoài nhưng mà chính con em của chúng ta cũng bị tổn thương, bị sang chấn tâm lý rất lớn. Thì khi mà cái sự nóng vội làm cho con người ta thiếu cái sự kiềm chế, tại vì khi mình phải bình tĩnh, tâm mình tĩnh thì cái tuệ mình sáng, thì cái trí mình mới thông, thì lúc bấy giờ mình hành xử nó mới tốt. Do đó khi phụ huynh hành xử vậy rồi, khi người ta trở về nhà thì không phải một mình người ta, là có chồng, vợ rồi gia đình thì góp ý nhau, người ta cũng cảm thấy ta ăn năn hối cải nữa. Do đó phụ huynh hay cả một gia đình phụ huynh hành xử với một cô giáo thì cái thời khắc đó thôi. Chứ sau đó khi mà dư luận lên tiếng, làng xóm lên tiếng thì chắc chắn người ta sẽ nhìn lại. Thì không riêng gì cô thầy bị tổn thương về mặt tâm lý mà cả gia đình, thậm chí những học sinh mà nếu nó có một cái nhìn sâu sắc thì học sinh nó cũng buồn đó. Nó cũng lo sợ, tại sao mẹ với ba hành xử với cô con như vậy. Do đó cái sang chấn tâm lý này không riêng gì một cô giáo, cả người làm công tác quản lý của đơn vị đó, hay là cả những người đứng đầu của một cái thành phố mà có một sự việc như vậy cũng trăn trở rất nhiều. Dạ. Ngoài ra thì thưa thầy, Tường cũng có thấy những trường hợp là bắt nguồn là từ các học sinh. Vào lớp thì các học sinh đôi lúc có những cái tình huống đối xử, cư xử với thầy không có được lễ độ. Nhưng mà gặp những trường hợp những người thầy cũng là thầy cô cũng mới còn non kinh nghiệm, hoặc là mới vào nghề rồi cũng chưa có cái kinh nghiệm trong kiểu như giáo dục với thầy, thì đâm ra là cũng có những cái phản ứng ngược lại, nó không đúng đắn và không có tốt, không có chuẩn mực với các học sinh, gây ra những cái trường hợp nó không hay. Thì thầy nghĩ như thế nào về những trường hợp? Thực tế cái giao tiếp sư phạm là một mảng rất lớn trong cái cuộc sống ngày hôm nay, cũng như trong cái môi trường phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội như ngày hôm nay. Đặc biệt là chúng ta hay đang đẩy mạnh gọi là cái công nghệ 4.0. Do đó là những người thầy đi dạy đó hay bị có một cái giáo điều là bị rập khuôn của cái người xưa trong một con người hiện đại, là hay dùng cái khoảng cách là giữa thầy trò có một khoảng cách, rồi chúng ta phải như thế này. Yeah. Nó làm ra cái nó đạo mạo, làm cho cái giờ nó bị học cứng, nó bị khô khan, sơ cứng. Chứ thực ra tới thì quý vị phụ huynh với các tường mới nhìn nhận vấn đề như thế này nè. Hiện nay thứ nhất là phụ huynh ít con. Yeah. Nên cái việc mà xem con mình như vàng ngọc là cái điều đó chắc chắn là có. Yeah. Chắc chắn là tồn tại hiện nay. Và phụ huynh cũng ít có thời gian chăm sóc con, nên giao phó cho toàn bộ cái này ở nhà trường. Và rất tin tưởng nhà trường. Yeah. Rất tin tưởng nhà trường. Cái thứ ba nữa là phụ huynh gửi con đi học tiếng Anh từ hồi bé, 4-5 tuổi bắt đầu học tiếng Anh. Mà các trung tâm tiếng Anh ngày hôm nay đó thì lại có thầy nước ngoài dạy, nên cái phương pháp sư phạm của ta rất sinh động, rất năng động, dạy cho một đứa học nó tương tác, nó phản ứng với một vấn đề rất là tích cực.
Do đó một em học sinh mà ngày hôm nay vô lớp nó ngồi em có ý kiến thầy cô nó đứng nó là thì người thầy mà chưa có trải nghiệm á hay là chưa có chịu hội nhập liền đó thì cảm thấy là mình bị tổn thương. Rồi khi mà tổn thương vậy thì người thầy lại có những cái lời lẽ, những cử chỉ hành động lại làm tiếp, thì lúc bây giờ các em bị sốc. Là tại sao em đi học trong lớp tiếng Anh em làm gì em không bị la, mà giờ em làm gì thầy lại la em quá trời vậy, rồi cảm thấy là em cứ khó chịu. Mà nhiều ngày vậy thì cái lớp này nó để ý ông thầy này, để ý cô này, khó quá, nó đặt cho biệt danh này, biệt danh kia. Rồi tới một lúc nào đó có những cái phản ứng của thầy lại như vậy nữa đó, thì một em học trò nó thiếu sự kiềm chế, thì nó bùng nổ luôn. Nó bùng lại cái, mà người thầy thiếu cái kỹ năng xử lý tình huống sư phạm thì lại bùng nổ ngược lại, thì bắt đầu những cái xung đột nó xảy ra nó không hay. Thì cái này là do cái kỹ năng của người thầy còn chưa có sự trải nghiệm. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm về phía phụ huynh và các con em của mình cũng y chang giống như vậy luôn thầy. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ như là cha mẹ mình dạy con cái thì nó cũng phải là dạ, khoanh tay đi ra, dạ thưa ba mẹ con mới về, dạ thưa ba mẹ con mới về, thưa ba mẹ con đi học, hay là mở miệng câu cái gì cũng phải là nói lễ độ, dạ thưa người lớn nói, cũng phải xin phép chứ không phải là được nói ngang. Nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ con cái nó nhiều khi đôi lúc là mình phải hiểu con, mình biết con mình muốn cái gì và cá tính của con mình như thế nào. Ví dụ như là mình nhiều khi mình la sao con đi học về con thưa mẹ, nói là con thưa rồi, có nghĩa là nó mới vừa ở ngoài vô hello mẹ cái kiểu như vậy cái là thưa rồi, hoặc là mom nó làm vậy đó là có nghĩa đó là thưa mẹ. Nhưng mà nếu mình khó tính quá mình nói là tại sao đi học về không thưa thì nó thấy là nó điều đó rất vô lý. Con thưa rồi nghĩa là từ cửa bước vô là con đã chào mẹ rồi, bằng một cái hôn gió, bằng một cái hello hay một cái gì đó. Thì có nghĩa rằng nếu như chúng ta quá cứng nhắc giống như thầy nói là phải cái đi đứng có ngồi có chỗ, giơ tay phát biểu hay là này kia mà kia thì đó mới là lễ phép, thì cái này nó cũng chưa có hoàn toàn chính xác lắm và chuẩn lắm kiểu với giới trẻ bây giờ. Nghĩa là nó vẫn rất là thương mình, nó vẫn sợ, nó vẫn rất là lễ phép, nó vẫn là đi thầy cô, nhưng mà khi cái cách nó lại khác như ngày xưa là dạ ăn chào thầy, nhưng bây giờ nó thể chạy tới thầy, thầy khỏe không thầy này kia, cái kiểu nó là như vậy, nhưng nó cũng rất là tôn trọng thầy cô. Chia sẻ với các tường với các quý vị đang xem đài đó, có một cái điều chúng ta thấy được cái giá trị, cái sự cống hiến của người thầy nó lớn lắm. Dạ. Ở nhà mình có một con hoặc hai con, mà đôi lúc con mình nó hỗn láo, mình rất mệt mỏi, dạ. Có nhiều khi có những người mẹ khóc luôn đó, khóc vô cơ quan chia sẻ với đồng nghiệp khóc nữa, rất là khó dạy một đứa con. Nhưng mà trong lớp thầy cô phụ trách tới 40 con, ít nhất là 45 trong một lớp. Mà nếu thầy cô đã dạy 6 lớp thì là gần 300 con. Thì cái việc mà để chăm sóc 300 học sinh với một chăm sóc một học sinh nó cực kỳ khó khăn. Mà cái công việc đó là phải trải lòng một cái sự bao dung khỏa lấp hết trong cái môi trường sư phạm, yeah. Đó thì mới làm được cái công việc đó. Cách đây một tháng ở trường Nguyễn Du thì tôi cho gọi là cho mượn cái trường, nhưng mà tôi không ngờ là qua điện thoại thì mượn cái trường đó. Nhưng mà sáng đó tôi vào tôi xem đó thì có 14 anh chị, mà anh chị đó bây giờ là 62 tuổi, tóc bạc, người nào cũng già luôn. Và có một cô giáo 87 tuổi khi về trường Nguyễn Du để thăm lại cô, mà còn có một cô thôi. Học trò 62 tuổi dẫn một cô 87 tuổi vào trường để chụp hình những kỷ niệm đó. Mà một điều thú vị như tôi nữa, cái cô đó lại là sư phụ của tôi về môn hóa. Thành ra khi tôi gặp lại tôi rất ngỡ ngàng, mà bao nhiêu thế hệ học trò gặp lại một người cô rất già, người học trò cũng rất già, gặp lại với nhau thì nó đông đầy cái cảm xúc. Thì chúng ta thấy được rằng một cái điều gì trong xã hội của chúng ta, từ cổ chí kim, một cái nền văn hóa văn tộc của Việt Nam mình luôn luôn tôn sư trọng đạo, yeah. Và luôn luôn nghĩ về thầy, yeah. Ngày xưa mà cha mẹ hay thầy cô như nhau, tại vì cha mẹ là người sanh mình ra lo cho mình từng tấm mẫn để lớn lên thành người, nhưng mà người làm cho mình tâm hồn cao đẹp lại là thầy của mình, yeah. Do đó bao giờ cái tình nghĩa đó nó gắn chặt với cuộc đời của người học. Mà ngay cả không phải là giữa học trò với thầy cô đâu thầy, mà giống như là ba mẹ của Tường á, là cũng rất là thân tình với các giáo thầy viên cô của dạy con mình. Dạ đúng rồi, không biết bây giờ như thế nào. Bây giờ cũng vậy. Dạ rất thân tình, là quen biết nhau hết, lúc nào cũng tay bắt mặt mừng và gặp để chia, mỗi lần gặp nhau là chia sẻ về con cái mình đi học như thế nào và thấy là vui lắm, giống như là người thân vậy đó thầy. Trước tiên là tôi phải bình tĩnh trước cái đã.
Rồi sau đó tôi sẽ hỏi con tôi là cái vấn đề nó diễn ra như thế nào. Rồi sau đó tôi sẽ cùng con mình giải quyết những cái vướng mắc đó, rồi mình sẽ lên nhà trường, mình sẽ cùng con mình lên nhà trường, gặp nhà trường hoặc là gặp thầy cô giáo chủ nhiệm đó. Rồi hai bên mình sẽ có cái cách nói chuyện một cách cởi mở và thích đáng, để rồi mình sẽ có cái hướng giải quyết nó tốt hơn. Vì mình cũng thể là mình giáo dục con mình đi đến suốt cuộc đời cả, và thời gian mình giáo dục với con thì cũng không bằng là ở trường. Và con mình mà có tiến bộ hay không thì là môi trường giáo dục đóng vai trò rất là quan trọng. Rất là không nên, cái đó là môi trường giáo dục. Hồi xưa giờ ông bà mình dạy rồi, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là mình tôn trọng thầy cô thì con mình mới học được điều tốt. Còn đằng này chưa biết lỗi phải như thế nào, kể cả là thầy cô đó có lỗi cũng không nên hành xử như vậy. Tôi không ủng hộ chuyện đó. Tôi không hề ủng hộ chuyện đó. Đằng nào thì cũng thầy cô của mình. Ví dụ mình cảm giác môi trường đó không tốt thì còn các cơ quan, còn thầy hiệu phó, hiệu trưởng, những người cao hơn, rồi các cơ quan cấp cao hơn, mình không nên làm những cái chuyện đó. Mình in cái hành động đó vô đầu óc nó, mình không thể nào dạy dỗ nó được sau này hết. Giống như bạo lực mà xử lý bằng bạo lực thì chỉ có là lôi kéo tiếp theo những cái bạo lực khác thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Con mình là cũng quản lý rất chỉ là chặt chẽ, và thậm chí là giữa trường và là gia đình của tôi là luôn luôn là mối liên kết với nhau, giữa trường với tôi là giáo dục với nhau. Nhưng mà nếu như mà có trường hợp như thế thì tôi đầu tiên là báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường. Thực tế thì người lớn chúng ta, thí dụ phụ huynh thì theo tôi nghĩ khi có những cái sự việc gì xảy ra với con mình thì chúng ta bình tĩnh vào trường. Chúng ta sử dụng một cái biện pháp tôi nói giống như chúng ta hợp tác với nhau để chia sẻ với nhau. Thì đầu tiên chúng ta cũng có thể là hỏi trực tiếp với thầy cô, hoặc là hỏi trực tiếp với người quản lý, rồi chúng ta coi vấn đề nó như thế nào, rồi chúng ta ngồi bàn giải quyết làm sao mà để cho con em mình nó ổn định nhất về mặt tâm lý. Để tiếp tục mà cái tình cảm mình với thầy, mình với nhà trường không bị những cái rạn nứt, không bị những cái đó, thì cuộc sống đó nó làm cho con người chúng ta ngày càng đẹp hơn, và cái niềm tin trong cuộc sống ngày càng được nhiều hơn. Và với những chia sẻ của thầy Phú ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ tạo nên một cái giá trị rất là nhân văn, rất là tốt trong những cái môi trường chúng ta hoạt động, đặc biệt là môi trường giáo dục. Và môi trường giáo dục tốt thì con em chúng ta sẽ phát triển và sẽ là những cái mầm non của tương lai rất là tốt. Cảm ơn thầy rất là nhiều với buổi chia sẻ rất là bổ ích ngày hôm nay. Thật sự bản thân cá nhân Tường cũng rất là cảm ơn thầy, để cho Tường đang ngồi và trải nghiệm lại cái khoảng thời học sinh cấp sách đến trường của mình rất là đẹp và vô cùng ý nghĩa. Và cũng cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.